Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cây MH200 nha. Đây mình có thể coi ngoại hình của nó nè. Hàng này thì nói chung là nó cũng lớn tuổi rồi nè, nó có bị vết trầy đây nè. Một chút xíu thôi thì mình thấy. Đây cái bài vô. Hết rồi. Ngoại hình là rất là đẹp luôn, mới cáo luôn á. Như mới luôn. Và đặc biệt cái này là nó có cái lời là nó có một cái điểm này. Cái này á, là nó đây là mọi người thấy phía trong nó có cái micro sẵn không? Đây là cái bộ sẵn của ta nghệ sĩ với bên nhạc diễn người ta để sẵn đó luôn. Thì đây hàng luxury, hàng cao cấp mọi người nhìn được quá nữa nè. Cái này là đến test rồi nha, test cái bộ xài y nguyên. Trong đây nó có cục pin mình cắm vô xài phà luôn. Gọi là nói chung là hàng rất là xịn. Bây giờ mình sẽ test âm của nó cho mọi người nghe nha. Thôi quạt nó thôi.
ấy nó lời cho cái bộ EQ. Thì thực ra bây giờ mình có tháo cái EQ này ra hay không, đây là cái lỗ đóng đục sẵn nè, đục sẵn cái lỗ đeo dây này. Giờ mình cái EQ này có mua cái đàn bình thường hay là mình không lấy EQ thì nó cũng dính vào trong này rồi. Giống như định có cái L6 vậy, nó dính sẵn cái EQ vào trong rồi nên là mình gọi là nó sẵn vậy rồi thì mình giao cho khách vậy thôi, chứ giá nó cũng không có tăng thêm được vì nhờ bộ EQ. Đàn rất là đẹp nha, một cái chuẩn xác cho hàng luxury nha, hàng rất hiếm Việt Nam nên nhiều khi nó review cho các bạn coi vậy thôi. Cũng có mấy người khách hàng người ta hỏi trước rồi nên là mình cũng tranh thủ để mấy lần trước là về 150 rồi 300 gì đó nên chưa kịp review mất tiêu rồi. Đây nó sẽ là MH200, nhắc lại mấy bạn là Matsuoka mà có chữ H là MH là kiểu như đầu là đoàn Hauser nha, Hauser nha. Đó thì cần cái kiểu như dáng như vậy nè, MH á. Rồi đó thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ định qua số điện thoại 0906391557 nha. Những cái hàng luxury để lựa chọn cho mình một cái đàn đẳng cấp và thích hợp với các bạn nha. Và cả Zalo, Facebook nha. Định online 24/24 nên mọi người cứ an tâm nha. Rồi đó, cái cần đàn thì đẹp quá, công nhận thì thiết kế trang trang nhã rất là đẹp. Mình nhìn kỹ cái thiết kế đầu đàn đó nè. Đầu đàn theo kiểu dáng guitar Hauser. Nàng nhất nhìn rất là đẹp. Này nguyên chưa chỉnh chứ rồi luôn, nó dày luôn mà. Cái đàn này của nghệ sĩ biểu diễn sẵn này, đi kèm là một cái cây rất là xịn nha mấy bạn. Cái hộp á, cái hộp đựng rất là xịn. Nên là các bạn có thể an tâm. Rồi, vậy thì hôm bữa trước có ai hỏi định về mấy cái đàn luxury, định sẽ làm luôn hai clip liên tục nha. MH200 và MH270 nha mấy bạn. Đây MH200 nha. Đó, rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Định.